anh ơi em dùng đủ các loại dầu gội rồi mà đầu vẫn không hết nấm gầu nhiều và ngứa kinh khủng thì em phải làm sao nếu như các bạn dùng đủ các loại dầu gội để hỗ trợ giảm nấm gầu ngứa mà vẫn không hết đấy thì các bạn cần một sản phẩm là thuốc một loại dầu gội để trị gầu chứ không còn phải là hỗ trợ nữa nhé và một trong những loại dầu gội trị gầu chính hãng lựa chọn đầu tay cho những ai mà bị gầu viêm da tiết bã hay là nấm ngứa da đầu không gì khác đó chính là jasmine này này với thành phần là hoạt chất kháng nấm phổ rộng ketoconazole một chất không còn xa lạ gì trong các thuốc điều trị nấm và thứ hai nữa là một chất chống viêm clobetasol với hàm lượng thấp nên sẽ không gây khô da và nhờn rít cho da đầu điểm nối trội của Jasoni là chúng ta chỉ cần dùng từ 1 đến 2 lần trên tuần duy trì trong vòng từ 2 đến 4 tuần sau đó sẽ dùng nhắc lại cứ 2 tuần một lần là đã cho cái hiệu quả là trị gầu và nấm ngứa da đầu và đồng thời là phòng ngừa tái phát lại cực kỳ hiệu quả Xen kẽ vào đó thì bạn có thể dùng dầu gội dược liệu Jasuni. Loại này thì dùng được hàng ngày để nuôi dưỡng tóc, giúp tăng độ ẩm và khiến da đầu khỏe hơn. Da đầu có khỏe thì mới ngăn gầu và nấm tái phát tốt được nhé. Jasuni cũng là thương hiệu gần 10 năm trên thị trường rồi. Và đây cũng là sản phẩm dầu gội trị gầu bán chạy nhất tại hiệu thuốc hiện nay.